xong chốt vài đơn hồi trưa giờ ha, chuẩn bị gửi, chuẩn bị đợi xe tải lên gom hàng dễ giao cho anh em ha. 32 inch 40, cái thùng bự là hai cái 55 inch nè, gửi về cho ông anh Thủy ở ngoài Hà Nam này ha. Dưới 49 inch 43 55, cái 55 LG nãy 3,5 triệu mới vừa chốt cho anh Nam luôn ha. Rồi, cảm ơn anh em xa gần tin tưởng ủng hộ ha. Mấy cái này là ở xa ha, em vô đơn em gửi cho anh em ha. Còn những cái ở gần thì mấy anh em đã lại lấy rồi ha. Cho nên mấy cái đó thì em lưu quá thì em không kịp quay ha. Rồi, cảm ơn anh em ha. Mới vừa làm cái bảng hiệu mới phê cho anh em luôn ha. Để nhiều anh em đi ngang kiếm hoài bao cũng lần mà không biết tiệm em ở đâu ha. Hôm nay là chơi luôn cái đèn cho sáng sáng cho anh em mình dễ đi ngang dễ nhìn ha. Chứ chủ nợ rồi dễ kiếm em ha. Rồi. Rồi, nói giỡn anh em ha. Rồi, giới thiệu anh em vài con loa rồi còn bên em ha. Nay cũng bán được cái súp nha anh em. Súp điện với mấy cái loa kéo có bán mấy cái ha. Mấy cái mẫu cũ này thì trưng bày vẫn còn ha. Anh em nào lấy mẫu này thì em thanh lý được ha. Cũng như chân để bàn nè, chân để tivi nha, xin lỗi anh em ha. Tivi 43 inch là giọng nói lên mạng wifi kết nối bluetooth, màn hình mới bảo hành 6 tháng, giá 4.500.000 anh em ha. Đó, màn hình mới luôn nè. Với mấy cái loa mini nhỏ nhỏ nè anh em, em cũng còn mấy cái nè ha. Mấy cái này chủ yếu bán văn nghệ giao lưu cho anh em khi cần á. Anh em mà mua tivi á thì em cũng có giao lưu chơi thôi. Mấy loa nhỏ nhỏ mini nè anh em, có hai cái mic là hát cũng hot hot trên TikTok nè. Rồi. Trở lại ha, tivi thì hiện tại em còn ha. 43 LG lên mạng wifi, cái giọng nói tìm kiếm kết nối bluetooth luôn ha. Đây, một con. Hai con. Giá thì nó nằm đây ha. LG 4 bên lên mạng có giọng nói tìm kiếm giá 4.200.000 ha. Samsung thì em cũng còn con, Sony thì em còn ba con nha anh em. Sony nè. Sony chạy hệ điều hành Android ha, lên mạng wifi kết nối bluetooth ha. Màn hình mới thì anh em cứ yên tâm xài bảo hành cho anh em mình 6 tháng ha. Giá 4.500.000 ha. Có con thì 4.500.000, 4.600 tùy theo dòng, tùy theo đời nha anh em. LG đây cũng còn con màn hình mới bảo hành 6 tháng ha. Riêng những cái màn hình mới anh em cứ xài yên tâm, trong vòng 6 tháng hư lỗi xuống màu trục trặc gì em sẽ đổi sửa cho anh em miễn phí ha. Cho nên anh em yên tâm ha, cái này thì em mới tắt rồi nên không có bật cái hình cho anh em mình coi ha. Nhưng mà riêng những cái tivi này thì anh em cứ yên tâm mà xài ha, màn hình mới dù anh em xài trong vòng mà mấy tháng, chưa được 6 tháng thì anh em cứ bị lỗi hư cứ gì liên quan đến kỹ thuật thì em sẽ bảo hành miễn phí cho anh em mình ha. Rồi, anh em mình có chốt đơn là em có lên hàng gửi cho anh em ha. Anh em nhận hàng thì anh em nhớ quay video trực tiếp cho em ha. Quay video trực tiếp cho em lúc mà khui hàng, lúc test hàng ha, để em còn nói chuyện với bên giao hàng được nha. Anh em hết sức thông cảm ha, tivi là hàng dễ bể thôi cho nên anh em cẩn thận giùm em ha. Anh em khui hàng nhớ nhẹ tay ha. Rồi. Còn một con này nè anh em. Samsung 4 bên giá 3.800.000, màn hình mới hành 6 tháng anh em ha. Con này màn hình cực kỳ đẹp nha. Con này nó có cái là nó không có giọng nói anh em ha. Anh em lưu ý khi mình đặt mua một cái món hàng nào đó ha. Anh em vẫn được quyền đổi trả, dù neo không dĩ nhưng đổi trả, nhưng mà trước khi vậy thì nó mất thời gian mình quá ha. Anh em tham khảo trước khi mình muốn mua cái nào thì tham khảo hoặc kết bạn số điện thoại em ha. Để em tư vấn trực tiếp như quay phim, gửi hình ảnh cho anh em mình xem trực tiếp ha. Này số điện thoại em nè, 0346854213 ha. Số này em có xài Zalo nha anh em ha. Rồi, YouTube của em là Tân Chợ Lách Bến Tre ha. Rồi, cảm ơn chú anh chị em mình quan tâm theo dõi rất nhiều ha. Cảm ơn anh em mình cũng ủng hộ em ha. Rồi, bữa nay thứ hai đầu tuần, chúc cô chú anh chị em một buổi tối thật là vui vẻ ha. Rồi, cảm ơn quý anh em rất nhiều nha. Anh em có xài loa hay là tivi gì thì ủng hộ em nha. Cảm ơn anh em.